tốc độ đó là 2850 vòng trên đến 3400 nha. Hey. Máy này sử dụng dòng điện 220V nha. Rồi quý khách hàng anh chị em có nhu cầu mua máy cắt mới hàng thùng giá bình dân liên hệ em 0961 811 069 nha. Con này hiện tại là em đang bán là 7.800.000 đồng một bộ ha, một cái nha. Máy mới 100%, bảo hành máy cắt Edman này là 12 tháng. Con này Đài Loan chứ không phải Trung Quốc đó, chứ không phải Nhật đâu nha bà con. Con máy Nhật á, là nó là hàng nội địa Nhật á, bây giờ giá nó là tầm 11 triệu một máy mới hàng nội địa Nhật á. Đây là máy Đài Loan thôi nè. Đó, máy mới. Ví dụ mình cắt những vải nỉ thun hay là kate semi rồi thì ok ha. Con mỏng ok nè. Nó là này, hiện tại nó cắt là 8 inch. Xưởng mà mình cắt vài chục lớp thì có thể xài dòng này ok ha. Còn anh chị mà cắt hàng mà hàng dày á nhiều á thì nên xài máy nội địa Nhật. Nó mạnh mẽ lắm. Nội địa Nhật thì nó tới 7.000, hơn 7.000 vòng kia. Công suất motor nó cũng mạnh hơn nhiều. Còn đây là dòng giá bình dân thôi ha. Bên em chuyên bán các dòng máy cắt này, Edman này, KM này, từ 5 inch tới 12 inch, mới cũ đều có nha. Anh chị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ em là 0961811069, số này em có xài Zalo, anh chị vui lòng gọi điện trực tiếp cho em hoặc là các bạn Zalo, em tư vấn thêm ha. Rồi kính chào anh chị em. Thank you.